Hello hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng bạn tới với chuỗi bài tập 5 ngày yoga 10 phút cơ bụng mông đùi mỗi ngày. Thì với chuỗi bài tập này mình muốn gửi tới một cái challenge nhỏ cho các bạn trẻ, những bạn rất là bận rộn và không có thời gian, nhiều thời gian tập luyện vào mỗi ngày. Thì bạn chỉ cần dành ra 10 phút mỗi ngày thôi, bạn sẽ xây dựng được cái sức mạnh của phần co trung tâm, bao gồm cơ đùi, cơ bụng và cơ mông. Và mình giải thích thêm một chút, đó là cái này, cái chuỗi bài tập này không phải là một bài tập yoga hoàn chỉnh. Nó chỉ là 10 phút kết hợp các động tác yoga mà mình thiết kế để giúp bạn tăng sức mạnh của cơ đùi, cơ mông và cơ bụng của bạn. Chứ chưa phải là một bài tập yoga hoàn chỉnh. Một bài tập yoga hoàn chỉnh nó sẽ bao gồm phần tập thở, tập thiền ban đầu khi bắt đầu vào lớp học, phần siết căng cơ, giãn cơ, phần warm up và phần nghỉ, thư giãn vào cuối buổi. Cho nên nếu mà bạn muốn tập một bài tập yoga hoàn chỉnh thì hãy xem qua các video trước của mình nha. Mình nghĩ đối với lần tập thể thao thì sự chuyên cần là một cái điều quan trọng nhất. Cho nên hãy thử thách bản thân bạn với 5 ngày liên tiếp tập yoga trong vòng 1 tuần xem. Bắt đầu từ thứ 2, kết thúc vào thứ 6, coi là bạn có thể hoàn thành chuỗi bài tập này giống như là một cái challenge nhỏ cho bản thân mình vậy đó. Và đặc biệt là chuỹi bài tập này được tài trợ với nhãn hàng mỹ phẩm tự nhiên Fluencer Nature của Pháp. Đây là một hãng mỹ phẩm tự nhiên của Pháp với các sản phẩm chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp chiết xuất từ tự nhiên. Và công ty này muốn tài trợ một vài phần quà nhỏ dành tặng cho những bạn đầu tiên mà hoàn thành chuỗi bài tập 5 ngày yoga liên tiếp này. Nếu bạn đã hoàn thành bài thứ 5, hãy chờ tới bài thứ 5 và gửi cho mình những cái hình mà sâu là bạn đã hoàn thành hết tất cả các 5 bài thì mình sẽ gửi cái phần quà của công ty mỹ phẩm này cho bạn nha. Nào, hãy bắt đầu trải thảm ra và bắt đầu bài đầu tiên của chuỗi bài 5 ngày yoga cho cơ bụng, mông và đùi. Chào mừng bạn tới với bài đầu tiên của chuỗi bài 5 bài tập yoga cho cơ bụng, mông và đùi. Nào, hãy bắt đầu bằng việc bạn đứng lên, ngồi lên giữa thảm trong tư thế bốn điểm, tư thế cây bàn. Hai tay bạn chống về phía trước, bạn dưới sàn. Hai đầu gối bạn lùi ra sau và giữ cho đầu gối và mông của bạn vuông góc. Cánh tay và vai của bạn vuông góc, các ngón tay bạn phải xòe rộng ra. Mình hãy tập một vài động tác head count, cầm thư giãn cho phần lưng. Bám hai tay chặt và thả lỏng lưng ra. Hạ thắt lưng xuống và hít vào từ mắt lên. Thở ra cuộn từng đốt sống và đẩy cao lưng, kéo cằm vào lồng ngực. Lặp lại, hít vào, hạ thắt lưng và nhún lên. Thở ra, cuộn người lại cuộn vào trong và đẩy cao lưng lên. Hít vào, thắt lưng hạ xuống, lỗ rốn hạ xuống, rướn mắt vươn lên. Thở ra, cuộn từng đốt sống, đẩy cao tay, đẩy cao lực từ cơ đùi. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Và thở dài ra. Sau đó, bạn quay người về vị trí trung tâm. Đối với việc tập các động tác về cơ bụng và đùi, bạn hãy luôn siết chặt bụng lại. Đây là tư thế mà lưng mình được thả lỏng. Đây là tư thế mà mình hít lỗ rốn vào và siết chặt bụng. Cho nên hãy lưu ý siết và gồng chặt cơ bụng vào trong. Cảm giác như lưng bạn hơi còng một chút xíu thì đó là vị trí mà cơ bụng bạn được siết. Từ vị trí này, bạn đạp mũi chân phải chống lên và trượt bàn chân phải về phía sau. Hãy giữ mũi chân phải dưới sàn và siết mông đùi phía sau chắc lại, đẩy thẳng cánh tay, gồng bụng chặt và nhìn về phía trước. Hít thở chậm lại. Từ vị trí này bạn bắt đầu cảm nhận được là cơ bụng bạn đang rung lên rồi đó. Hít đều và thở dài. Bám chặt hai tay, cố gắng đừng truyền hết người về một bên mà hãy dồn lực đều lên hai cánh tay. Bụng siết vào trong, mông đùi phía sau cũng siết lại luôn. Ngón chân của bạn phía sau chỉ chạm nhẹ dưới sàn. 3, 2, 1. Rồi mình đổi bên, hạ đầu gối chân phải. Và lặp lại, siết bụng, hít lỗ rốn vào trong, bạn nhón mũi chân trái và chống nhẹ về phía sau. Từ vị trí chống mũi chân, bạn hãy hít bụng, siết bụng vào, gồng lại và siết đùi phía sau. Hãy nhìn chéo vào một điểm trước mặt, gồng chặt cơ bụng lại nào.
Hít và thở đều ra. 3, 2 và 1, nhẹ nhàng hạ đầu gối xuống, lắc lư lưng, lắc mềm qua hai bên. Từ vị trí này, bạn vẫn bám chặt tay và nâng bụng lên, đá chân phải của bạn thẳng về phía sau, mũi chân bạn chỉ dưới sàn và gót chân chỉ lên vuông góc. Hãy vươn tay trái về phía trước, tay này chân kia nha, rướn theo một đường thẳng. Vươn thẳng tay và đừng để lưng lỏng hoặc là đừng để người ẹo về một bên, mà hãy cân đối người lại, hít bụng, nâng mông, đạp thẳng chân và vươn thẳng cánh tay. Giữ chặt ở đây. Hít thở dài ra, vươn dài tay dài chân. Cảm nhận như chân bạn đang đạp vào một bức tường vô hình ở phía sau. Cố gắng giữ nó ở mức level, mức mà ngang với mông thôi. Đừng nâng cao quá hoặc đừng nâng thấp quá. Một vài nhịp nữa nào, hít sâu. Hãy chạm cùi chỏ tay trái và đầu gối tay phải vào nhau. Thở ra. Hít vào, vươn ra rướn. Đạp thẳng chân, vươn thẳng tay. Và thở ra, cuộn vào trong. 3, nhịp hít. Thở ra, cuộn vào trong. 2, nhịp hít, vươn cánh tay đạp chân. Thở ra, cuộn vào trong. Và nhịp cuối cùng, hít vươn ra. Rồi thở ra, cuộn vào trong. Sau đó bạn vươn người thẳng trở lại. Và hạ tay, hạ đầu gối xuống sàn. Mình sẽ đổi qua bên kia. Gồng bụng, đưa thẳng chân trái về phía sau và vươn tay phải thẳng về phía trước. Hãy bám tay và chân dưới sàn chặt để dồn đúng lực lên phần mông. Cánh tay phía trước vươn dài và rướn ra, nào giữ chặt vào. Hít, rướn ra nào. Cào lên, đạp chắc chân sau, siết chặt đùi sau. Và bây giờ hãy chạm đầu gối và cùi chỏ tay vào nhau. Thở ra, cuộn vào trong. Hít vào, vươn ra, rượn ra. Thở ra, cuộn vào trong. Tiếp tục, hít vào, rượn ra. Thở ra, 3 nhịp rồi. 2 nhịp nữa thôi, hít vào, rượn ra. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi, thở ra. Sau đó bạn vươn thẳng tay chân, rướn người căng lên và hạ tay, hạ đầu gối. Hãy lắc nhẹ người, lắc qua, lắc lại về hai bên. Vẫn giữ vị trí hai đầu gối và hai bàn chân chập. Bạn bám chắc tay và bắt đầu nâng chân đầu gối chân phải lên vuông góc. Một nhịp nâng lên, hạ nhẹ nhàng xuống. Tiếp tục, hai nhịp nâng vuông góc, nâng ngang lên. Hạ nhẹ nhàng xuống, tránh trường hợp mà bạn ẹo người qua, ẹo người lại thì hãy giữ cố định và hãy giữ trụ của bạn chắc nha. 3 nhịp. 4. Và 5. Rồi mình sẽ đổi bên, trụ chắc tay và siết bụng. Bên kia, 5. 4. 3, cố lên. 2. Và 1, siết lên, rồi hạ xuống. Hãy lắc nhẹ người và lắc nhẹ lưng qua hai bên. Tiếp tục, hãy siết bụng vào một lần nữa và nhón mũi chân phía sau. Lần này, bạn hãy giữ các ngón chân bám như sàn và nâng đầu gối lên một chút xíu. Đẩy người từ từ về sau, đẩy dẹn ra sau. Và tới lúc mở rộng hai chân, bạn đẩy hết hoàn toàn trong tư thế down dog, đẩy ra. Dạng thẳng người, rướn thẳng, đẩy cánh tay dài ra, rướn mông cao lên nữa. Và từ từ bạn khuỵu đầu gối, vươn về phía trước cho tới lúc mà cánh tay và vai của bạn vuông góc nhau, khép hai chân vào trong. Xíp bụng lại, mình sẽ giữ đây một vài nhịp. 5, 4, 3, giữ cho vai và cánh tay vuông góc với nhau. 2, và 1, hạ đầu gối của bạn xuống sàn. Mở rộng hai chân ra, hãy tập lại một vài động tác khép cao từ như ban đầu. Hạ thắt lưng, rướn mắt, ngẩng mặt lên, hít. Thở ra, cuộn tròn người lại. Hạ thắt lưng, rướn mắt lên,
thở ra. Hai nhịp nữa thôi, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi thở dài ra. Sau đó khép hai đầu gối lại và bạn lùi người ngồi lên gót chân. Mình sẽ giãn lại phần tay một chút xíu. Nếu mà bạn chống tay nhiều, cái cổ tay của bạn có thể sẽ bị mỏi. Bạn hãy đan tay vào nhau và lắc lắc, xoay nhẹ phần cổ tay, xoay tròn, những cái động tác mà hồi đi học tiểu học mình vẫn tập thể dục trên sân trường đó. Lắc nhẹ. Sau đó từ vị trí này, bạn mở rộng hai tay ra. Bạn đưa tay phải vào dưới tay trái, đan lấy và nắm lấy trong tư thế con đại bàng. Lắc vai về hai bên. Lắc qua. Lắc lại. Và đổi bên, mở rộng hai tay ra. Bạn để tay trái vào dưới, lồng tay phải lên trên, hai tay nắm lấy. Và lắc nhẹ qua. Rồi, vậy vậy, nhẹ hai cổ tay, bạn lùi hai cái bàn tay để chui về phía sau và để ngửa cái phần mu bàn tay lên phía trên, chống xuống thảm. Và ngẩng mặt, nhìn lên, thư giãn hai tay đặt lên bắp đùi, rướn các đốt sống ngồi thẳng và bạn thả lỏng khuôn mặt ra. Hãy quay lại hơi thở dài. Hít thở dài một vài nhịp trước khi mình kết thúc 10 phút của ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và bài tập 10 phút yoga cho cơ bụng, bụng, mông và đùi của ngày hôm nay. Hẹn gặp bạn vào ngày mai. Nhớ bấm nút đăng ký để chờ thông báo về bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người.